Hello Westman, chào tất cả các tình yêu. Thì hôm nay lại lên tiếp cho anh em mình một số cầu kèo cơ bản trên cái cổng game 8US này. Lên cho anh em mình một số công thức cầu kèo. Anh em mình xem video cũng như là thấy cái chơi ok ấy, thì anh em mình áp dụng vào để anh em mình chơi cũng như là chốt lãi hàng ngày trên cái cổng game này anh em nhé. Trước khi chơi thì anh em mình nhớ đặt cái mục tiêu ra, vốn bao nhiêu và muốn chốt lãi bao nhiêu để cho nó dễ. Khi mà anh em mình có cầu kèo cơ bản rồi ý, thì tôi nghĩ là cái vấn đề cơm gạo nó sẽ được giải quyết để chơi anh em. Nhưng mà phải đặt ra cái mục tiêu cho nó chuẩn tí nào nhé, không cố gắng bẻ cầu không tạo cái độ khó cho game lên. Này đòi vào việc, ở đây vào việc anh em nhé. Xu hướng hiện tại nó đang chạy cầu là 1v2 đúng không anh em, 1-2 về 1-1 rồi. Từ từ, con này đi xỉu anh em ạ, cầu chạy 212 rồi. Ok anh em nhé, con này thì nó chạy về với cầu là, thì tôi sẽ đi cho nó của kèo 212 hit cầu chạy tài tay đầu tiên 1 mét. Đấy, xu hướng này anh em mình nên theo cầu này, không cố gắng bẻ cầu không tạo cái độ khó lên nha anh em nhé, cứ theo cầu cơ bản thôi, cách dễ dàng nhất có thể đối với anh em mình rồi đấy. Nhưng mà để xem con này nó có đi đúng cầu hay không đã nha anh em nhé. 70 đến 80% là anh em mình có thể vào cầu được. Đừng có cố gắng bẻ cầu làm gì. Xem con này như thế nào đây. Xem như thế nào anh em nhé. Công thức chạy cầu cơ bản này thì tôi cũng áp dụng đi áp dụng lại với anh em mình khá là nhiều lần rồi. Đừng có cố gắng bẻ cầu để làm cái gì hết. Rồi, đi xỉu 3 này. Từ cầu 3 cho đến cầu 5 là những cái cầu nó thuộc dạng là dễ gãy nhất được trên em. Từ cầu 3 cho đến cầu 5 là thuộc dạng dễ gãy nhất cho nên ý, tay này anh em mình vẫn có thể bẻ được. Đấy, 3 2 1 2 mét chạy xỉu à, chạy tài. Vẫn là theo cầu, vẫn là theo công thức anh em nhé. Đừng có cố gắng bẻ cầu anh em ạ, cứ theo cầu cơ bản thôi. Xem con này có đúng hay không này. Xem con này như thế nào này. 70 đến 80% anh em ạ. Chạy cầu cơ bản. Tiếp tục theo, không cố gắng bẻ cầu anh em nhé, cứ theo đi anh em ạ. Cầu như thế nào thì anh em mình theo như thế đấy luôn là cái cách dễ dàng nhất có thể rồi anh em ạ. Tiếp tục này, xỉu 4 này. Ok, vẫn là có thể 421 và 521. Còn nếu mà nó chạy được cầu 6 là thuộc dạng là cầu dài, để thế nào chạy được cầu 6 là cầu dài, còn những cầu này thì anh em vẫn có thể bẻ tiếp, vẫn có thể bẻ anh em ạ, thoải mái. Bẻ tay nữa anh em nhé, bẻ tay nữa này, chạy tài, chạy tài, nhưng mà tay này tôi sẽ đi lớn lớn lên tí là 3 mét. Này vẫn theo cầu, đây có đúng hay không này, vẫn là 70 cho đến 80%. Để xem như thế nào anh em nhé. Vẫn là 70 đến 80% anh em ạ. Đây, con này thì lấy lại được cái vốn này, 6-20, lấy lại được cái vốn cơ bản này anh em nhé. Con này thì chắc chắn là hệ tư tưởng là phải chạy là cho nó là của kèo 421 rồi. Đấy, không xa lạ gì nữa rồi anh em ạ. Theo cầu anh em nhé, vẫn theo cầu này. Hai con này à, khá là khó đấy. 1-2-3, 4-2-1. Ai đâm nhẹ 2 mét về 4-2-1 anh em nhé.
Đấy, đâm nhẹ là 2 mét này, 421 này. Xem con này có đúng hay không này. Xem như thế nào nha em nhé, đứng chạy theo cầu thôi. Rồi chuẩn xác. Để chơi anh em. Này đúng cầu kèo này. 16 16 57 12 11 421 công thức cơ bản rồi. Đấy, đá nhẹ cho nó 1 mét xỉu nữa anh em nhé. Vẫn theo cầu. Tỷ lệ thì cũng nó đi nó lại với anh em mình rồi, từ 70 cho đến 80% là anh em mình có thể vào theo cầu được, chạy cầu cơ bản được. Cũng nó đi nó lại với anh em mình là đừng có cố gắng bẻ cầu để lá cái gì. Đừng có tạo cái độ khó cho game lên để chơi anh em. Xem như thế nào đây. Lại một tay tài. Tài hơi khó anh em còn này thì vẫn là 3 4 3 2 1 anh em ạ. Và nếu mà chạy được thì vẫn là 4 3 2 1 thôi. Cầu dễ mà. Rồi. Tiếp tục đi xỉu nhưng mà gấp lên tí anh em nhé. 3,5 mét chạy xỉu 4 3 2 1. Thường thường thì tôi sẽ không bao giờ tôi chạy 4 4 đâu. Ít khi tôi chạy 4 4 anh em ạ. Xem con này có đúng hay không anh em nhé. Tỷ lệ thì vẫn là 70 đến 80%. Không cố gắng bẻ cầu, không tạo cái độ khó cho game lên để chơi anh em. Vẫn là theo cầu cơ bản này. Xem con này có đúng hay không anh em nhé. Tôi cũng đã nói với anh em mình cũng khá là nhiều lần rồi. Thay vì anh em mình cứ cố gắng bẻ cầu thì anh em mình cứ theo đúng cầu cơ bản đi. Này như nào đây. Đấy, chuẩn xác này để chơi anh em. Nói chung là về lâu về dài thì sai số nó rất là nhỏ. Thì hôm nay chắc là tôi sẽ dừng lại ở đây thôi. Hôm sau có cầu kèo hoặc là công thức mới tôi lại liên tiếp với anh em mình. Nghỉ ngơi thế này, mình chào.